Điều trị suy giãn tĩnh mạch chân càng phát hiện và điều trị sớm thì hiệu quả mang lại càng cao. Điều trị suy giãn tĩnh mạch chân thì thường có thể phân thành 3 mức độ. Một là với mức độ nhẹ và ban đầu thì chúng ta có thể ưu tiên điều trị bằng hành vi lối sống, có thể là khi ngủ thì chúng ta sẽ dùng gối để kê cao chân lên để giúp cho máu tuần hoàn từ bàn chân chi dưới dễ đi lại về hệ tuần hoàn, giảm đi cái tình trạng ứ động máu ở phần chi dưới, giúp cho bền thành mạch hơn. Hoặc có thể sẽ có thêm một vài động tác nữa như là đạp xe đạp bằng chân ở trên không trung trong khoảng 20 phút trước khi ngủ, cũng giúp tác động gián tiếp đến thành mạch. Điều chỉnh chế độ ăn, tránh béo phì, ăn nhiều chất xơ cũng giúp thành mạch tốt hơn. Ngoài ra thì chúng ta có thể dùng điều trị nội khoa, như là có thể dùng thêm một số thuốc giúp làm bền thành mạch như là rutin hoặc là niacin 50 mg trong vòng khoảng 6 tháng đến 1 năm. Nếu mà điều trị nội khoa hoặc là điều chỉnh lối sống mà tiến triển của bệnh vẫn bị nặng hơn thì chúng ta sẽ hướng đến biện pháp là can thiệp sâu hơn bằng điều trị ngoại khoa. Hiện nay điều trị ngoại khoa thì sẽ có một số phương pháp như là làm lạnh với nitơ lỏng 90 độ C, tiêm sơ tĩnh mạch hoặc tiến hành bơm kéo tĩnh mạch, hoặc là sơ tắc mạch bằng sóng cao tần FFA. Điều trị can thiệp có phương pháp đốt laser nội mạch cũng là một pháp khá là hiệu quả trong điều trị về suy giãn tĩnh mạch. Phẫu thuật cụ thể hơn nữa có phương pháp phẫu thuật stripping hoặc là Trivac. Phương pháp stripping là loại bỏ đi các cái tĩnh mạch nông bị suy giãn. Phương pháp phẫu thuật Trivac là lấy đi các mảnh tĩnh mạch bị suy giãn trong hệ thống. Phương pháp phẫu thuật Trivac thì mang lại hiệu quả cao và tình trạng vài phát sẽ giảm khá là đáng kể. Trên đây là những phương pháp về điều trị suy giãn tĩnh mạch chân mà dược sĩ Việt đưa ra để mọi người tham khảo. Ngoài ra mọi người vẫn nên lưu ý đến các cơ sở y tế chuyên sâu để được bác sĩ khám và đưa ra phác đồ điều trị cụ thể đối với lại từng trường hợp của mình.